là ai? Mùa năm 2023 chỉ còn 2 ngày nữa. Crush em thi luôn đó. Dạ. Yeah. Mà em không hiểu sao crush em thi lên màu tím rịm mà. Really? Yeah. It happened. I cannot believe. It's so surprise to me. Okay. That is the first time he come out. Em biết nhảy bài về với em không? Thôi em ủa, nhảy giờ chị bắt tay. Trời ơi bài đó trên mà. Thôi chị sáng lên nhảy. À. 1, 2, 3. Không, không cái test. Hồng ngon. Em test cái chỗ đó là không, em đúng, biết màu rồi. Mình cần nhất là cái rồi. Màu tím là nó sẽ muốt kiểu khác. Màu tím là nó sẽ muốt kiểu khác. Đón xem người tỷ là ai 2023 trên kênh V Channel HTV2 năm lúc 20 giờ ngày 19 tháng 5.